Xe phía trước bắt đầu di chuyển. Xin chú ý. Đây là xe Honda CR-V đời 2011. Xe này là của ông em rể. Nay mượn nó đi để lâu lâu không làm xe Honda nào thì nhất là làm tí cho anh em xem cho vui. Thứ hai là nhận một cái nhiệm vụ là đi nâng cấp cái hệ thống giải trí của cái xe này lên. Rồi. Honda CR-V. Đây là đời 2011, 2.4 hút khí tự nhiên, 125 mã lực thì phải. Cũng không khỏe lắm, cũng không yếu lắm, hay là cũng vừa phải. Thật ra thì Honda CR-V thì mọi người vẫn khá chuộng cái bản đời cũ hút khí tự nhiên này hơn là cái bản đời mới 1.5 turbo. Mặc dù turbo thì có vẻ như là nó khỏe hơn, thế nhưng mà nó lên đến 188 mã nhưng mà đạp thì nó vẫn trễ. Rồi turbo xong lại còn hộp số CVT nữa thì nó, nên là cái bản 2.4 vẫn được khá nhiều người ưa thích và giá nó vẫn rất là cao. Xe này thì mới chạy có khoảng mấy gần 9 vạn km thôi. 9 vạn km thì là ở mức khá là bình thường. Thật ra ở cái thời điểm mà 2011 ấy, ngồi lên cái xe này nó sướng lắm. Lúc đấy thì nói thật ra bản thân mình cũng chưa hề có những cái cái nhận biết về thông số xe, về mã lực hay về hút khí tự nhiên thì nó khác turbo như thế nào. Lúc đấy mình còn đang lái cái xe Kia Morning. Thì khi mà lên con xe này nó cả một bầu trời công nghệ rộng rãi này, số tự động rất là bốc này, lái thì sướng này, cao này, đẹp nữa và đắt tiền, hơn tỷ, xe này hơn tỷ rồi đấy, không rẻ một tí nào cả so với cả cái năm 2011. Nhưng mà sau 10 năm thì tất nhiên rồi, bây giờ thì mình đã lái nhiều xe hơn và cái nhận thức về xe thì nó cũng khác đi rất là nhiều, thì thấy nó cũng bình thường thôi. Con xe này thì mình chạy xa nhất thì chạy về Thanh Hóa, mọi thứ nó rất là ok. Ngồi thì rộng, cao, thoáng, xăng cổ thì cũng bình thường, không tốn lắm, nội thất được. Em để thấy là sau 9 năm, sau 10 năm, gần 10 năm mà ra chứ cũng vẫn đẹp. Nhưng một cái là nó ổn thôi, con này đi đường cao tốc chạy tốc độ khoảng 120 rất ổn. Nhưng vì do là Honda, thế Honda thì đa phần là ổn, cái này thì phải chịu. Nhưng mà sau bảo dưỡng đầy đủ, thay những cái gần thay thì nó vẫn tốt. Đến thời điểm này thì mình đánh giá chạy vẫn thích. Đấy, khoang sau của con CR-V này ngồi rất rộng, cái ghế nó có thể đẩy tiến lùi được. Là một cái chiếc xe với kích thước như vậy mà chỉ có 5 chỗ thôi thì đương nhiên là rộng rồi. Vì là đời cũ thì thành ra là cái hệ thống giải trí trên xe nó cũng khá là đơn giản. Nó chỉ có dàn CD 6 đĩa và AUX, FM, cái thứ linh tinh thôi. Muốn nghe nhạc thì là phải cắm cái điện thoại vào để nghe. Thì ông em bảo là con xe này loa liếc cái thứ nó vẫn ngon. Thế thì muốn là nâng cấp lên giải trí lên một tí cho nó hiện đại. Thì mình cũng nghĩ mãi thôi. Thế cũng bảo là đi lắp màn Android. Bây giờ thì anh em có thể thấy là ở trên thị trường thì có quá nhiều loại màn Android luôn. Bởi vì nó rất là thông dụng và nó tiện ích. Khi mà bất kỳ cái xe nào mà dùng màn Android thì mình đánh giá là rất là tiện. Bản thân mình thế này, xe Cerato cũng thay Android. Rồi là đổi lên con xe Lux thì cũng ngay lập tức là đi thay con màn Android vào. Bởi vì nó tiện lắm. Thứ nhất là nghe nhạc thì nó có rất nhiều cái nền tảng để nghe này. Từ YouTube cho đến Zing và P3 rồi là mọi thứ. Đặc biệt là cái bản đồ ở trên màn Android thì nó dùng cái Google Maps thì nó là quá tiện luôn rồi. Mình khẳng định luôn, mình dùng rất là nhiều loại bản đồ trên ô tô rồi thì Google Maps vẫn là số 1. Không một cái bản đồ nó bằng cả, nó báo tắc đường rồi là nó cập nhật liên tục rồi. Nói chung là hay nhất là Google Maps. Thì trên thị trường thì có rất là nhiều, đọc quảng cáo thì rất kinh, cũng toàn 8 nhân 8 nhủng các thứ. Thế nhưng mà với một cái xe đời cũ này kiếm một cái màn Android lắp lên cho nó thì nó cũng không dễ. Đầu tiên là nó phải có mặt dưỡng.
phù hợp với cả cái mặt dưỡng này thì mới lắp được. Thì mình thấy có ông Web Vision là có cái màn có thể lắp được lên cái này, giá nó khoảng 12.8 triệu, thì mình ngay lập tức mình liên hệ ngay. Mình hệ Trắng Auto muốn lắp cái màn Royal CLV có giảm giá không, thì hai bên có lợi thôi. Cái video này mình sẽ giới thiệu cho ông Web Vision, đúng rồi, ông giảm giá ông hỗ trợ mình cái màn Android lắp cho ông em. Thì đấy, thực ra nếu mà nói chuyện ăn tiền để quảng cáo xe thì nó là cái chuyện rất là tế nhị thôi. Chuyện cái ô tô thì mình không nhắc đến. Thế nhưng mà những cái phụ kiện ở trên xe như kiểu là màn Android, camera hành trình, rồi là rất là nhiều thứ, thì mình nghĩ là nếu mà có những cái tốt thì cũng nên giới thiệu cho anh em, vì là anh phải dùng cái đấy cả, và nó cũng không quá đáng, không đắt tiền hay là không ảnh hưởng gì đến chuyện cái xe cả. Thì là hôm nay sẽ là như thế. Thì bây giờ mình đang chạy qua một cái cơ sở, cái xưởng để lắp cái màn Android cho con CRV này. Đây, đây là một cái cơ sở để thay màn hình Android cho cái xe CRV này. Quay CRV thì cái màn này giá nó 12.890.000 gần 13 triệu. Web Vision X8. Cái đằng sau là nhôm tản nhiệt, hoàn toàn là plug in cắm vào luôn, không có cái gì phải nối nối gì cả. Bây giờ GPS tất cả các thứ đây là như này, lắp vào đây. Cái này hơi lằng nhằng tí, nó phải thay mặt dưỡng đúng không? Đấy, em đang làm. Cái màn này 8 nhân, nhưng mà nó có một cái đặc biệt là nó dùng chip Intel. Anh em có thể để ý là tất cả những cái màn Android hiện tại bây giờ ấy, người ta quảng cáo thì người ta còn nói là chip rồi là RAM thế thế kia, nhưng mà chip gì thì không biết. Nhưng mà mình thấy bảo là con này dùng chip Intel nghe có vẻ kinh, thì có lẽ là nó sẽ mượt hơn là những cái màn khác. RAM to này, 8 nhân này, RAM thì 4GB, 4G, tất cả các thứ, trí linh. Đây là quá trình mọi người đang điều khiển lắp kia. Thank you.
lắp lên cái trông nó khôn hẳn ra đúng không? À, bây giờ cái này thì nó màn web vision có thể lắp được lên rất là tất cả các loại xe, nói chung là xe nào cũng được, chỉ cần cái mặt dưỡng lắp lên thôi là xong. Thì bỏ luôn cả cụm CD và cụm FM aux ở bên dưới thay vào là cái màn hình này. Thực ra thì màn Android thì cái nào nó cũng như cái nào, công nghệ thì nó cũng như nhau, và đến thời điểm này ấy, thì cái độ phân giải cũng như tất cả các thứ thì nó đều đẹp như này rồi. 3, 4G rồi là GPS rồi tất cả các thứ, ra lệnh bằng giọng nói. Tôi muốn đi ăn. Vui lòng chọn nơi bạn muốn đến. Đấy, nó ra luôn một đống này, ăn bánh mì Pháp đi. Thì nhảy luôn ra Google Maps tìm tuyến đường tốt nhất để tìm đến hàng bánh mì Pháp. Mở cam hành trình. Đấy, cái cam hành trình của cái này thì nó có cả bao gồm cả tích hợp thêm là giữ làn đường, căn khoảng cách tất cả các thứ. Nó cũng khá là hiện đại. Đấy, ví dụ như là mình đi vào đường mà nó có xe làn đường thì nó sẽ hiển thị lên giữ làn đường. Là nó sẽ đo khoảng cách xe đằng trước, cái này cái kia các thứ, khá là nhiều thứ. Đấy, nó lên cái giữ làn đường. Thế là mình đi vào đây mình không biết là đường ra như nào luôn. Khu đô thị Home City Phái Trường. Nhìn chung là độ nhạy rồi là tất cả các thứ của cái màn hình này mình đánh giá là tốt. Nó không hề lag, không treo giật gì cả. Mở YouTube. Bạn muốn mở video nào? Trường Vũ. Cái màn web vision này thì nó có cái chế độ chỉnh âm thanh. Nó mình nghe anh em nói là cái chỉnh âm thanh của cái đầu vision này nó có thể chỉnh được nhiều kênh gấp đôi cái những cái đầu bình thường. Thực ra thì cái tất cả những cái này nó chỉ tốt khi mà nó được lắp trên một hệ thống loa tốt mà thôi. Thì cái loa của CRV mình đánh giá là cũng khá ok. Loa vòng xung quanh xe, mấy cục loa thép nghe rất ổn. Và vừa rồi nghe thử một đoạn thôi, chưa chỉnh gì cả, thì có thể thấy là cái bass cũng hay. Đấy, cái này nó có rất là nhiều cái chế độ chỉnh âm thanh này. Ui dồi, chỉnh loa, chỉnh lủng, trường âm thanh, căn trái phải, bộ lọc âm trầm, giải bass này, tăng bass lên, trường âm thanh thì có thể căn trái phải, tất cả các thứ giữa xe, hay là này kia luôn, âm thanh vòm. Rất hay đấy, mở thử cho nào. Mở YouTube. Bạn muốn mở video nào? Lệ Quyên. Xe phía trước quá gần, xin chú ý. Cảnh báo, xe phía trước đi gần quá, xin chú ý luôn. Rồi, nói chung là anh em có thể thấy là cái màn hình này nó mang lại cái giá trị như thế nào đối với một cái xe cũ. Quá kinh khủng. Từ một cái xe chỉ có nghe FM thôi, chả có cái gì cả, chỉ và nghe Aux thì khi mà bỏ ra thêm khoảng 13 triệu thì nó lên được như thế này. Một cái xe cũ thì để mà nó hay hơn, để mà mình có thể thư giãn hơn khi mà lái nó thì cái cách mà thay con màn Android vào thì nó cũng là một cách khá hiệu quả.
mọi người có thể vừa mới nghe thấy ấy, là âm thanh nó hay đến như thế nào. Tất nhiên là nó chỉ hay ở trên cái hệ thống loa mà nó cũng đã hay rồi thôi, thì mình đánh giá cái loa của CRV là cái hệ thống loa tương đối tốt, thì phải loa tốt thì nó mới có thể hay được. Anh em nhớ nhá, ví dụ như ở trên xe VinFast Lux thì cái loa của nó cũng rất là hay, nhưng mà cái đầu phát của nó kém thì đâm ra là nghe cũng rất là kém đấy, nhưng mà khi mà mình thay cái màn Android lên trên xe VinFast thì nghe nó khác hẳn luôn. Thế thì cái này cũng thế, nghe thực sự là rất là ổn. Thế còn mọi thứ dùng thì nó rất là mượt mà, vì là nó có Google nên là mình có thể làm được nhiều thứ hay ho khác nữa. Ví dụ như là cài game rồi là tất cả các thứ thì chơi, mình hay cài game thôi, mình chơi ở trong những lúc mà những phút giây mà phải chờ đợi hay phải làm gì đấy, thì cái màn này nó cũng như là một cái máy tính bảng thôi, nó có thể làm được rất là nhiều việc. Chrome này có thể đọc báo, đọc biết các thứ thoải mái luôn, ok. Xem, thậm chí là xem cả phim bậy ở trên này cũng được. VN à, đâu xe, màn hình rất là nhạy, đánh phím rất là ổn. Xe này nay.vn đấy, đây là cái chuyên trang công nghệ về xe, chuyên trang về xe và công nghệ của mình. Rất là nhiều thứ, thậm chí có cả chơi game này, chơi trội như khá bảnh, vlog người Nga đốt thôi. Nói chung là cái màn hình này nó hay như thế thì anh em nói chung đi xe cũ thì nên lắp Web Vision này. Web Vision. Có thể ra luôn được trang web của cái hãng này. Tech Global. Cái này là trang ấy thôi, trang nhái thôi. Cái này mới là đúng này. Camera hành trình Web Vision sang trọng và đẳng cấp. Đấy, số hotline đây nhá. 0983400000. Cái loại mà mình vừa mới lắp lên xe thì nó chính là cái mã màn hình ô tô DVD này. Loại mình lắp trên xe đây. DVD X8 12.890.000. Và quà tặng lên tới 5.400.000 này. Tặng camera hành trình, bản đồ Việt Map, phần mềm offline, thẻ nhớ 16GB, móc tìm chìa khóa, tất cả các thứ. Thì anh em nếu mà muốn lắp cái này thì có thể vào cái trang webvision.vn thì là có thể lắp được. Thế thôi, mình tất nhiên rồi, mình thì mình được giảm giá khi lắp cái này. Thì tất nhiên là không có chuyện giảm giá không, mà kèm theo điều kiện giảm giá là mình phải làm một cái video để mình giới thiệu cái màn hình này đến cho anh em xem. Nếu mai có nhu cầu thì lắp thôi, chứ không ép. Mà thực ra lắp nó rất là hay, công nghệ rất là cao này. Riêng con màn hình này là chip Intel, họ quảng cáo chip thì tức là họ tự tin vào cái sản phẩm của họ. Còn tất cả mình thấy rất là nhiều loại màn hình khác thì không ai nói là nó dùng chip gì hay là như thế nào cả. Con này chip Intel 8 nhân, RAM rủng các thứ oách, đủ để chạy mượt mà. Đấy, xem được cả nhiều thứ này. Thích thì bật X video xem các thứ vô tư luôn. Âm thanh thì hay, đằng sau thì có cả tản nhiệt, quạt tản nhiệt rất là ổn. Mà cái này lắp rất đơn giản, chỉ là đơn thuần là plug in thôi, tháo ra cắm vào thôi, chứ không phải đấu nối dây dợ bất cứ cái gì lằng nhằng cả, nên nó an toàn hơn rất là nhiều. Vừa rồi có một ông độ xe xong rồi hệ thống điện này thì nó cháy lằng nhằng lắm, nên là những thứ độ xe thì chỉ nên là rút ra và cắm vào theo nguyên gốc thôi, chứ không nên đấu nối dây điện gì cả. Rồi bây giờ buổi trưa rồi, đi tìm quán ăn nhỉ. Đây là đã đóng màn hình rồi, ra thẻ mới. Có tất cả nhưng thiếu anh, có tất cả nhưng thiếu sắp. Kênh Trắng Auto có tất cả nhưng thiếu sắp. Thì bây giờ mời anh em nghe có tất cả nhưng thiếu anh. Nói đùa thôi, kênh này bản quyền mất web như chơi ấy.
Đi tìm đồ ăn thì chúng ta có thể vào bản đồ để tìm. Cái ra lệnh giọng nói của cái màn hình Web Vision này cũng khá hay. Nó có hai lớp. Ví dụ như là ở những cái màn hình khác ấy, thì anh em bảo là tôi tìm cái ATM gần nhất thì nó sẽ ra luôn cái ATM gần nhất. Nhưng mà cái này thì nó sẽ hỏi lại là bạn tìm thêm ngân hàng, hỏi thêm là mình tìm ngân hàng nào nữa. Mình sẽ thử luôn. Tìm cây ATM. Bạn muốn tìm ATM của ngân hàng nào? VIB. Vui lòng chọn nơi bạn muốn đến. Đấy, ra luôn cơ quan cũ của mình này. Thì nó sẽ nhảy ra bản đồ. 8 phút để đi rút tiền. Rồi. Tôi muốn đi ăn. Vui lòng chọn nơi bạn muốn đến. Bánh mì que Pháp. Rồi. Nói chung nó sẽ có hai lớp. Thay vì là mình cũng có thể nói thẳng luôn là tôi muốn đi đến chỗ này chỗ kia thì nó sẽ chỉ đường luôn, hoặc là mình sẽ bảo là tôi muốn cái này cái kia thì nó sẽ hỏi lại là mình muốn đến những gì và nó cho mình lựa chọn, thì cũng khá hay. Cái chế độ ra lệnh giọng nói hai lớp đấy thì mình đánh giá là nó cũng là khác biệt so với những cái khác. Ok, chạy thử một tí nữa về cái xe Honda CR-V này. 9 vạn km, vẫn rất là êm ái khi mà chạy từ từ. Nhưng đấy, camera lùi cũng rất là nét. Nhưng khi mà bạn đi tốc độ cao hay tất cả gì đấy thì nó sẽ thành một cái rất là ồn. Ồn từ gầm lên. Xe này gầm nó rất là mỏng. Không hiểu sao lại như vậy. Nhưng mà mở camera hành trình em ơi, luôn camera hành trình. Mọi người thấy không? Bạn đang lệch làn đường, xin chú ý. Hai trưởng. Cái hệ thống này nó là hệ thống cự ly xe phía trước quá gần, xin chú ý. Hệ thống hỗ trợ an toàn xe gọi là chủ động nhưng mà bằng camera. Thì nó cũng là một phần tương đối là sơ khai của những cái hệ thống an toàn chủ động ở trên xe. Những cái xe hiện đại đắt tiền bây giờ. Cự ly xe phía trước quá gần, xin chú ý. Đấy, nhận làn đường, tất cả các thứ. Mọi người thấy không, chỉ có một cái camera hành trình đơn giản thôi thì nó đã biến cái xe thành cứ như là những cái xe đời mới bây giờ. Như kiểu là bây giờ xe này nó có Toyota Sensing của đời 2020. Đấy, nhận làn đường. Đi lệch ra một tí thì chắc là nó sẽ báo. Bạn đang lệch làn đường, xin chú ý. Yeah. Bạn đang lệch làn đường, xin chú ý. Cự ly xe phía trước quá gần, xin chú ý. Nó báo cho mình đang lệch làn đường, nó báo cho mình là đang rất gần xe phía trước rồi, phanh đi, phanh đi. Thế thôi, nó chỉ báo thế thôi chứ nó còn báo thế nào nữa. Bỏ ra thêm khoảng rất nhiều tiền nữa thì nó sẽ tự phanh cho mình, tự giữ làn cho mình mà không cần phải thắc mắc gì cả. Rồi, đấy là một cái tính năng của màn hình này và cái camera hành trình này. Lắp cái này thì được tặng cái này, 12 củ, không đắt tí nào cả. Xe phía trước bắt đầu di chuyển, xin chú ý. Cái tính năng này hay này. Nó báo dừng đèn đỏ, nếu mà xe trước đi thì cái camera nó sẽ báo cho mình là xe trước đi rồi. Đi hay phết đấy. Thoảng đang ngồi nghịch như các thứ là rất là ổn. Đang ngồi ví dụ như dừng đèn đỏ hoặc là tắt đường hay là gì đấy mà mình đang tập trung vào cái việc khác thì cái này nó báo cho mình là xe trước đi rồi, đi cũng hay đúng không? Đấy, cái tính năng này khá hay ở trên xe này. À, ở trên cái màn hình này. Ấy anh em thấy không? Xe phía trước quá gần. Ui. Xin chú ý. Hello, đã hoàn thành nhiệm vụ với cả ông em là nâng cấp cái xe cũ này thành một cái xe rất ra gì. Cải thiện luôn cả chống ồn. Chống ồn bằng cách là bật nhạc lên thì nó sẽ đỡ ồn. Rất là đơn giản thế thôi. Còn ngầm bệ các thứ thì chịu, không ai có thể giải quyết được cái đấy. Cái xe này bây giờ giá ngoài thị trường chắc là nó vào khoảng tầm 400 triệu. Mua nó về và
giá trị cốt lõi của xe Nhật mà anh em có thể chạy thêm mười mấy vạn nữa không vấn đề gì cả. Lắp thêm một cái màn hình White Vision 8X này vào hơn khoảng 13 triệu thôi vào. Thế là đấy, hiện đại như là những cái xe công nghệ bây giờ. Dưới làn đường rất ghê này. Bạn đang lệch làn đường, xin chú ý. Cự ly xe phía trước quá gần, xin chú ý. Một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Mình chuyển làn vào ông Kia Sorento này, ông ấy đi vào. Mọi người có thể thấy là cái cam này tuy là chỉ là camera vớ vẩn thôi nhưng mà nó căn làn đường cũng rất là nhanh, rất là chuẩn. Thì chứng tỏ là nó tốt đấy, không phải vớ vẩn đâu. Bộ xử lý tất cả các thứ nó tốt. Thế thôi, làm một cái video cũng ngắn ngắn để giới thiệu với anh em về cái màn hình White Vision này. Giá cả thì khá phù hợp. Nhưng mà cái quan trọng nhất ý là nó có mặt dưỡng để nó lắp lên rất là nhiều xe. Ví dụ anh em đi xe gì thì đi thì cứ hỏi trước vào website và lấy hotline trước quá gần. Hoặc là xem ở dưới cái phần ghi chú của mình ở trong video này thì sẽ có hotline của bên White Vision này, và hỏi xem là xe của bạn có lắp được cái màn hình này hay không. Lắp được phát thì là lên đời thôi, rất là ok. Hơn 12 triệu mang lại quá nhiều tiện ích đấy, sự làn sự liếc kinh khủng thế nhở. Ui, đi lên quanh mà ra đến Mỹ Đình rồi thì bây giờ mình sẽ phải về thôi, nghỉ trưa ăn trưa thôi, hết một ngày ha, hết một buổi sáng. Ấy ơi, làm YouTube vất vả lắm, không đơn giản tí nào cả. Anh em xem và ủng hộ nhá. Sắp kênh tí được gần 70.000 rồi, có vẩn đến Tết là được nút bạc, không phải có vẩn đùa đâu thế nhá. Nói chung là nên lắp màn Android chắc chắn rồi, và chọn cái hãng này là ok. Mình nghĩ như vậy, người ta giảm giá cho mình mà, nên là ok thôi. Làm YouTube mà không quảng cáo thì lấy gì mà ăn, lấy đùa thôi. Mình cũng muốn giới thiệu với anh em như vậy thôi thế nhá. Rồi, bye bye.